Cô giáo đang vào học. Hello chưa? Hello. Đây. Cô Hello. này là cô đi ngon. Hello. Yes, where are you? I can see you. Where are your camera? Này thôi đi là học bài mà. Hello đi. Hello. Hello. I can see you. Where is you? Hello, ma'am. Hello, teacher. Hello, ma'am. Yes. Hello. Yes, hello. Chào cô đi. Hello, teacher. Đi ra đây cho chị học à? Không hiểu rồi. Đây, cho xem. I can hear you. Con có thể học chưa? Yes. Có thể học chưa thì yes nhá. Yes. Where is your video? I can see you. Yes. Where is your video? Yes. Can I see your video? I can see your video. Hello. Hello, teacher. Hello, too. Where is your video? I can see you. Yes. I can see you. Yes. Hello. Hello, teacher. Where is your video? I can see you. Can you turn on your camera? Yes. Okay, can you turn on? Yes. Where is your camera? Can you see me? Yes. But I can see you. Where is your camera? I can see you. Okay. Can I see you? Mẹ ơi! Mẹ! Where is your video? I can see you. Can you turn on your camera? The time is running. Hello. Hello. Where is your camera? I can see you. Okay. Can you turn on your camera? Oh, camera. Okay. I can see you. I need to see you. Where are you? Mẹ ơi! Mẹ ơi!
What's your name? My name is Teacher Demerose. How about you? What is your name? You are my new student. What is your name, my student? How are you? I'm 24 years old. Yeah. How are you? Again? How are you? How are you? How are you? I'm good. How about you? How are you? How are you? Where is your camera? I can see you. Okay. Can you turn on your camera? Yes. Okay, the time is running. Okay. Okay, where are your camera? Where is your camera? I can see you. We need to start our lesson. Yes. Can you turn on your camera? Don't you have a camera or you have a camera? Can you turn on your camera so that I can see you? I what? We will. We need to start our lesson because the time is running. Can you turn on your camera so that I can see you? We need to start our lesson. Hello? Hello? Where is your camera? Can you turn on your camera? Okay. Turn on your camera so that we can start our lesson, our lesson. Yes. Hello. Hello, my teacher. Okay, hello, my student. Can you fix your camera so that I can see you? The time is running. Yes. Okay, so I will wait. Can you fix your camera? Okay.
we need to start because the time is running. Yes. Okay, so where is your camera? I can see you. Lessons. Okay, just wait for a while, okay? Okay. Okay. Try to ask a help to your mother to fix this, okay? Wait a minute. Hello. Hello. I can see you. You don't have your camera. Yes. Wait a minute. I will ask help. We will start. Hello, so what is your name? Hello. What is my your name? Okay, what is your name? My name is. My name is Anne. Okay, so your name is Anne, right? So your name is Anne, right? Where is your camera? I can see you. Yes. Okay, I asked help. Just wait a minute, okay? Okay. Okay, very good, Anne. Can you ask help to your mother on how to fix your camera so that I can see you? Thank you.
có nhưng mà cứ hay bị chập chờn, nhưng mà cô nói mẹ ơi mẹ, chị bảo nhà ai hay để gần đi, bảo wifi gần rồi, wifi gần rồi chị ạ, wifi gần rồi chị ạ, nhưng mà cô, nhưng mà em cô cứ hỏi gì cho mà em bảo ok, nhưng mà cô cứ thích hỏi lại, cô cứ hỏi lại cái các cái câu này. Và thế nào? Dạ, em cứ nói ok với chết đi. Hello, where is your camera? I can't see Hello. You. Can you fix your camera? Yes. Không nó đập chân cái gì đó. Nó cứ đập chân cái gì đó. Lại, để ta vào lại, cầm lại. Đi theo ta. Đi. Đánh đâu? Đi vào đây. Gì? Mẹ đến cho học một cô giáo thôi, chỉ được 2 3 cô. Có một cô này thôi. Hôm trước là học thử đầu gõ ạ. Mỗi cô này thôi. Ừ. Cô đang chờ đây này. Hello. Hello mom. Hello teacher. Yes mom, good evening. I can't see you. Can you fix your camera so that I can see my student? Come here. I can see her, then that's why I can't start our lesson. So the time is running. I want to give her enough time because she is my new student. So I yes. want to see her. Yes. But you don't have a video. Anh đi vào học với cô đi. Hello cô giáo đi nhanh lên. Hello. Nói chuyện đi. Hello. Cô đang làm gì? Cô đang nói chuyện như này. Nói chuyện. Cô đang cho mày bài cho bạn xem nào. Chat đi. Tôi What happened to your camera, mom? Is there any problem? Hello. Hello. Ôi chả hiểu gì. Is there any problem with your camera? Hello. Bây giờ phải nói thế nào cho cô mới hiểu nhỉ? Hello. Mày mang cái điện thoại ra đây để tao bảo chị nghe nào. Hello. Nhà học rồi. Ở đâu nhỉ? Cái giường nó cầm.
Hello. Hello cô đi. Ui giời ơi. Ôi trời ơi. Lam ơi. Chui đi đi. Hello. Hello. Where are you? Don't have camera. Hello, Chính à. Đây, Chính à, nói chuyện với anh nhá. Hello. Yeah. Đi ba cùng máy tính không? Ừ, đây cùng máy tính này. Chưa tính. Chả biết tự nhiên vào được đi. Mở cái giường ra ngay. Chị cần lý nào nó nhóc. Hả? Chị mưa trên máy đi. Nhưng mà bây giờ nó đen xì màn hình rồi. Quay vào đấy đi. Cái góc trái của máy tính như này. Rồi. Và kết nối lại đi. Kết góc nối. Trái của màn hình. Kết nối lại được rồi đây. Cái đường gạch chéo ấy. Nhìn không rõ. Đây có đấy, cái đường gạch. Được rồi. Thế ok rồi. Đúng rồi, ok. Được chưa? Okay. Đúng rồi. Thế Trinh ạ. Tiếng bảo em mạnh dạn nói vào. Cứ nói đi. Sai được. Nhưng mà nó bảo nó chả hiểu cô đang nói gì để nó nói. Thế cô chị... Ở cái trình độ hỗ trợ. Thế bảo cô nói đi. Được rồi. Thế chị Nga nhé. Em cứ bảo mà nói chuyện với cô đi. Nhưng bây giờ không thấy cô nói gì. Chị Nga bảo cô nói xem có nói đây không. Đây cô đang kết nối đây, cô đang kết nối. À vâng. Để em tìm nhé. Rồi. Ra lấy cái sạc điện thoại đây ra. Số đi em suốt ngày. Có bạn Linh ở đây học. Lấy cái sạc điện thoại ra đây. Ai rửa đấy. Gọi hello đi. Hello mom. Where is your camera? I really can't see you. You don't have camera. I can see you. Không vào được camera. Đi vào cái chỗ nào bây giờ nhỉ? Hỏi camera. Cô chả nhìn thấy cái gì. Hôm trước cũng thế này anh nhỉ? Vâng. Hello mom, I cannot speak Vietnamese. I can speak only English. Yes. Nhưng mà giờ anh nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy cô chưa? Hello cô đi xem nào. Hello. Mom, I have a concern. I can't see my student. You don't have video. I can't see there in my screen the student. Hiểu rồi.
Yes, yes, yes. Đây xong con kết nối lại nhá. Internet. 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 Cô chả hiểu gì. Đã bị bó tay. Bị bó tay. Không hiểu là kết nối cái chỗ nào nữa. Gọi cái chữ nhà. À, nhưng cô không nhìn thấy mặt. Cô không nhìn thấy mặt thì okay, can I, ma'am, can we start because the time is running? Hello, ma'am. Vâng ạ. Em đã. Start with your next one. I can see her. How can I start my lesson? I can see her. Nga ơi. Không thể nào mà cô vẫn cứ bảo là cô không nhìn, cô không thể kết nối được ấy. Ý là cô nói cô nhìn thấy mình nhưng mà. Vâng, em biết thấy rồi. Yes. Video stop. Có, thế thì chị Nga hỏi cô xem cô nhìn thấy cái ánh chưa nào. Vâng. Em cũng đang thấy mình đang có cái vấn đề với cái video này. Không thể bật được cái video, nó bị lỗi. Anh Long. Có thấy có cái video gạch chéo nhưng mà bấm vào nó lại không được. Có điền làm gì? Đây đúng không? Cái sao không trước vẫn dùng được. Đây. Đấy. Bây giờ đúng không? Có bảo lỗi luôn ý. Có. Cái dấu gạch chéo nó ghi là start video ấy. Setting rồi. Nha, thì bấm vào start video nha. Thì nó lại ghi là zoom y. Là ăn bờ gì đây này, camera. Zoom có camera. Có mà bình thường nó chẳng mà. Thế nên đang enable camera này. Ok rồi. Đây là chị khách hàng hôm nay học. Em cũng không được. Thử vào Zoom. Lên máy của em không được hay là của ai? Không, hôm qua em vẫn vào Zoom bình thường. Nhưng bây giờ em đang làm gì? Em soi vào để em kiểm tra là tại sao mà không bật được ấy, dù chị bật video rồi. Đây là máy của em à? Vâng, em biết. Cái máy của khách hàng nó có thế rồi. Nó cũng bị không bật được video dù chị bỏ cái cháu. Có nó vào gì đấy? Ồ, đang cho cháu nó học. À, anh nó đi có việc rồi. Anh hello, cô đi xem nào, cô toàn nhìn. Hello. Hello. Hello đi, cô nhìn thấy rồi đấy. Hello. Okay, wait a minute. Okay, my student, just wait a minute. Okay, don't worry. I will teach you. You have to fix first your camera so that I can see you. Yes. Okay, can you ask help from your mother on how to fix your camera? Okay. Diệp đóng cửa vào. Không được cái camera này này. Camera sẽ hơi. Mẹ ơi, Diệp cầm con mèo. Oh, được mà không mà. Good evening. Yes, ma'am. I don't see you. Ờ, đấy, mình vẫn nhìn thấy cô, vẫn nghe thấy cô nói, nhưng mà bên này... Cô... Chị ơi, nhưng mà cô lại bảo là cô vẫn nói là camera ấy. Cô vẫn nói là camera, có học được cái gì ấy. Chị ơi, trên màn hình nhé, em có thể... Mà mình nói vào cái đấy. Bây giờ chị chụp cho chị nghe xem nhá. Vâng. Đó, góc trái của màn hình nó có cái camera này, xong nó có cái chéo màu đỏ này, nó có cái start video. Vâng. Đây, chị ơi. Bây giờ em chụp cho chị xem nha. Em ở đây em cũng không thể nhìn thấy chị ấy. Đó. Em không thể nhìn thấy chị, trên này chỉ có em này, có cô thôi.
không biết tại sao luôn nhỉ. Đây. Ờ hôm trước vẫn được bình thường mà sao hôm nay được nhỉ? Bây giờ em sẽ gọi lại cái qua Zalo chị xong là em cho hướng dẫn chị lại vào lại từ đầu nhá. Vâng. Mày 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 cắm cái sạc ra vào lại cái sạc ra đây. Có ai biết được. Just me a few minutes. Đây đây chị em quay cho chị xem này. Đó. Em đây trên này chỉ có hiện có em này, có cô này, nhưng mà chị đây này chị ask me chứ nó không lại không hiện ra chị ấy. Đó. Chị có thấy không ạ? À? Đây đây, đây. Chị nhìn thấy em với cô đấy nhưng mà chị chả nhìn thấy cô lại không nhìn thấy em với chị à? Vâng, cô nhìn thấy em nhưng cô lại không nhìn thấy chị bởi vì là mình roi vào ấy, em thấy là cái camera của mình đang hiện đang có vấn đề, nó đang bị tắt đấy chị. Đó. Bây giờ thế nhưng mà chị mở vào camera đây rồi nó cũng không mở được là thế nào nhỉ? Giờ làm nào? Vâng ạ. Bây giờ, à chị ơi, cái ra số Zalo của chị là số nào ấy? Em phải tìm cho chị để em gọi chị không ạ? 098 à 0985. 0985 ạ. 124. 124 rồi ạ. 373. Chị Nga. À. Alo, chị... Đấy, mà mình không thể nào làm được. Chị ơi, nói mình vẫn nghe chị ơi. Được. Chị ơi. Anh nói cô lại không nghe được vì cái camera của tím ấy. Nhưng mà tím đang bị đấy. Mà mình bấm vào rồi đây, bấm vào rồi xong ấn ok rồi vẫn không được. Chị ơi, như thế nào nhỉ? Chị ơi, bây giờ em vừa gửi lời mời kết bạn cho chị rồi ấy, thì chị giúp em là chị kết bạn với em. Em sẽ hướng dẫn chị vào. Nhưng mà cái máy đấy thím phải chú ý xem là nếu mà không bấm được cái phần đó thì nó hơi khó. Đây này, chị Nga nhìn cái máy này. Nó đây này. Cái máy của thím nó cũ rồi. Đây này. Thế vào vào máy tính bàn có được không? Máy tính bàn vào máy tính bàn có được không? Máy tính bàn có camera. Máy tính bàn ấy. Được rồi. Máy tính bàn phải cài xuống. Chị Nga. Ừ chị Nga, ừ nói đi. À không, đang bảo là máy tính bàn đấy, mình có máy tính bàn đấy. Ừ, đấy. Chưa cài. Yeah, you're off the rate. Stop the rate. Thế chị Nga nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Anh ơi, mẹ bảo lấy cho mẹ cái sạc điện thoại máy lượn ra đấy là gì đấy? Mọi khi ta sạc chỗ nào?
Hello. 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 Hello.